Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã trở lại với studio của Du học MEP. Ngày hôm nay, MEP sẽ tập trung trả lời một câu hỏi được rất nhiều bạn quan tâm. Đó là MEP có thể review những trường đại học tốt được chứng nhận trong lòng Seoul mà có mức học phí hợp lý không? Hôm nay chúng ta sẽ đi qua 3 trường mà MEP đúc kết từ kinh nghiệm là gửi học sinh của mình và quan sát quá trình các bạn học sinh học tập và trưởng thành tại đó nhé. Thứ nhất đó là trường đại học Hanseong, thứ hai là trường đại học nữ Seoul và thứ ba là trường đại học Sungsin. Điểm đầu tiên mà chúng tôi sẽ đi qua đó là cả ba trường này đều là những trường được chứng nhận. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 thì các bạn có thể quan tâm nhiều hơn đến cụm từ trường được chứng nhận. Tức là nếu nộp hồ sơ vào những trường này và được trường chấp nhận thì bạn sẽ không phải đóng băng 10.000 đô trong tài khoản ngân hàng Hàn Quốc, chẳng hạn như là ngân hàng Uri hoặc Shinhan tại Việt Nam. Bên cạnh đó, những trường chứng nhận cũng được đại sứ quán và tổng lãnh sự đánh giá rất là cao về cái khả năng bảo lãnh visa cho học sinh cũng như khả năng quản lý và chăm sóc sinh viên quốc tế. Đó là lý do trong kỳ tháng 3 và kỳ tháng 12 vừa qua thì sinh viên du học MEP rất là nhiều bạn nộp hồ sơ vào ba trường này. Tuy là trường không thuộc top 1% nhưng các bạn đều được trả thẳng visa mà không phải qua phần phỏng vấn. Thì đó cũng là một tin rất là mừng cho các bạn nếu các bạn quan tâm đến những trường này. Một điểm thứ hai mà ba trường được MEP gọi tên ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng sinh viên của MEP cũng như là với các bạn du học sinh quốc tế, đó là mức học phí rất là hợp lý ở ba trường này. Nếu mà các bạn có để ý một chút thì các bạn cũng hiểu rằng học tập ở Seoul khá là đắt so với những thành phố khác tại Hàn Quốc như là Daegu và Busan. Thường là mức học phí trung bình trong Seoul sẽ rơi vào tầm khoảng 6 triệu trở lên. Thì ba trường này đều là ba trường có mức học phí dưới 6 triệu won một năm. Cụ thể là trường đại học Hanseong thì có mức học phí học tiếng một năm là khoảng 5 triệu 2 won tiền Hàn. Trường đại học nữ Seoul là 5 triệu 6 và trường Sungsin là 5 triệu 8. Thì mức học phí này là mức học phí được coi là hợp lý. Đặc biệt là trường Sungsin còn có thể cho học sinh đóng học phí 6 tháng 1 nữa. Điều này thì giúp các bạn rất là chủ động về mặt tài chính và khiến cho cái chi phí khi đi của các bạn nó không quá là một gánh nặng về tài chính cho gia đình. Thứ hai là xét về góc độ phí ký túc xá. Thì một trong những mối lo của các bạn khi mà đi học tại Seoul đó là tiền thuê nhà sẽ cao hơn ở những khu vực khác. Cụ thể là nếu bạn thuê một phòng Koisei Won nhỏ ở Seoul thì mức phí sẽ dao động từ tầm khoảng 250.000 won cho đến 280.000 won là các bạn được một phòng Koisei Won nhỏ. Trong khi mức phí đó ở Daegu bạn có thể có được một phòng one room khá là tiện nghi. Thì điểm mà MEP đánh giá cao ở ba trường này đó là cái khả năng thu xếp ký túc xá cho học sinh rất là tốt với mức phí vừa phải. Cụ thể như là nếu mà ở trường đại học Hanseong thì mức phí ký túc xá 6 tháng sẽ rơi vào tầm khoảng 1,5 triệu won. Tại trường Sungsin thì còn có mức ký túc xá rẻ đến giật mình. Tức là với 3 tháng thì các bạn chỉ phải chi trả tầm khoảng 570.000 won thôi cho phí ký túc xá 3 tháng để các bạn book được phòng ở trong trường. Bên cạnh đó thì với trường nữ Seoul, các bạn cũng chỉ phải chi trả tầm khoảng 1 triệu 3 tiền Hàn cho 6 tháng ký túc xá. Thì cái mức ký túc xá này so với mặt bằng ăn ở tại Seoul là khá là thấp. Đây là điểm mà cũng trở thành một cái điểm rất là hấp dẫn của ba trường đại học này với các bạn sinh viên kỳ tháng 12 và tháng 3 vừa rồi của MEP. Nếu các bạn thắc mắc thêm một điểm nữa thì đó là ngành thế mạnh của ba trường đại học này là gì? Bởi vì gần đây thì MEP nhận thấy các bạn có một xu hướng khá là thống nhất là sinh viên sẽ thường là mong muốn học từ hệ tiếng và lên thẳng chuyên ngành tại trường đó, chứ ít khi muốn chuyển sang một trường khác để tránh những cái rắc rối về việc chuyển trường. Thì chuyên ngành mạnh ở những trường này, đầu tiên chúng tôi phải khẳng định rằng là cả ba trường này đều là những trường đại học tổng hợp, tức là bạn có thể tìm thấy nhiều chuyên ngành được giảng dạy tại ba trường này. Nhưng cũng giống như các trường đại học khác ở Hàn Quốc thì mỗi trường sẽ có một chuyên ngành được coi là chuyên ngành thế mạnh, mà nhắc đến cái chuyên ngành đó thì người ta sẽ nghĩ ngay đến trường này. Với Hanseong là một trường đại học rất là trẻ và có cơ sở vật chất hiện đại, thì ngành làm đẹp được coi là ngành thế mạnh của Hanseong. Bên cạnh đó, những ngành mà được rất là nhiều bạn nữ yêu thích, chẳng hạn như thiết kế thời trang, thì Hanseong cũng rất là mạnh đó. Thì các bạn có thể nhớ về Hanseong là nhớ về ngành làm đẹp và thiết kế thời trang. Trong khi đó thì Sungsin là một trường đại học có thể nói là một trong những đại học cổ nhất của Hàn Quốc, có truyền thống lâu đời, và phía sau Sungsin là cả một lịch sử bề dày lâu dài. Sungsin thì rất là mạnh ở khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Thực tế là MEP cũng có những bạn du học sinh học tiếng ở một trường khác, sau đó apply lên chương trình MBA của Sungsin
và giành được học bổng rất là cao, tầm khoảng 3 triệu won. Đó là một mức học bổng được coi là rất là hào phóng với các bạn sinh viên quốc tế. Tất nhiên là bạn đó cũng có thành tích học tập tốt nữa, thì song sinh đặc biệt mạnh về khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Còn riêng với nữ sinh Seoul thì nữ sinh Seoul là một trường nữ, và các bạn lưu ý rằng trường chỉ tuyển sinh viên nữ cho hệ tiếng cũng như là học chuyên ngành. Thì trường cũng mạnh với những ngành như là quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Hàn, những ngành mà được nhiều bạn du học sinh Việt Nam tìm kiếm. Đó là nói về vấn đề ngành thế mạnh. Thêm một điểm nữa các bạn có thể băn khoăn trong quá trình tìm hiểu về trường là: vậy điều kiện xét tuyển của mỗi trường có khó không? Và để phỏng vấn được vào trường thì bạn cần phải đáp ứng những tiêu chí gì? Trong 3 trường thì qua quá trình gửi hồ sơ, Mep thấy rằng Hansung thì yêu cầu du học sinh có GPA 3 năm cấp 3 từ tầm khoảng 6.5 trở lên. Trường nữ sinh Seoul thì cũng tầm khoảng 6.5. Sung sinh thì cao hơn một chút, thường là sẽ yêu cầu tầm khoảng 7.0. Đó là cái mức điểm đầu vào. Bên cạnh đó thì cả ba trường này cũng rất là quan tâm đến vấn đề là học sinh có thực chất đi học không, nên là những yếu tố như là buổi nghỉ học này, lời phê của giáo viên và tài chính của gia đình thì cũng sẽ được để ý kỹ lưỡng hơn một chút. Nếu về việc phỏng vấn học sinh thì trong ba trường này, Mep đánh giá rằng là trường Hansung là trường sẽ kỹ lưỡng trong việc là gặp học sinh trực tiếp, đồng thời là cũng sẽ có gọi điện phỏng vấn bố mẹ du học sinh để thấy rằng là cha mẹ có thực sự hiểu nguyện vọng đi học của con không, cha mẹ có hiểu cái kế hoạch đi học Hàn Quốc của con không và chuẩn bị cho con như thế nào. Thì đó là điểm các bạn lưu ý nhé. Trường Sungsin thì thường là sẽ gặp học sinh trực tiếp tại Mep. Nếu các bạn có quan sát website của tư vấn du học Mep hoặc là trang Facebook hoặc là YouTube của du học Mep thì các bạn đều thấy Mep có những cái buổi tóm tắt và tổng kết sau mỗi lần mà Sungsin đến Mep Hà Nội hoặc là Mep Thành phố Hồ Chí Minh để phỏng vấn du học sinh của mình. Còn trường nữ Seoul thì là một trường mới lên năm nay, có thể năm 2018 hoặc 2017 các bạn rất là ít nghe về trường này. Thực ra thì Mep cũng đã gửi học sinh đến nữ Seoul từ lâu rồi, và hai học sinh nữ của Mep là những học sinh Việt Nam đầu tiên tại nữ Seoul. Các bạn hiện nay đã hoàn thành xong hệ tiếng và lên chuyên ngành rồi. Thì đây là một trường chúng tôi cũng đã đến thăm và thấy rằng cơ sở vật chất rất là tốt, học xá đẹp, xanh mát, có nhiều hoạt động thể chất phù hợp cho học sinh, và đặc biệt là học phí cũng như là sinh hoạt phí xung quanh trường đều rất là rẻ và phù hợp với điều kiện kinh tế của các bạn du học Việt Nam. Nếu gia đình không quá khá giả nhưng vẫn muốn học tập tại trung tâm của Hàn Quốc, tại trái tim của Hàn Quốc, đó là thủ đô Seoul. Trên đây là 5 điểm chính mà chúng tôi so sánh giữa 3 trường đại học có mức học phí hệ tiếng rẻ nhất trong lòng Seoul, có tỷ lệ visa tốt và hiện tại chưa phải yêu cầu đóng băng 10.000 đô trong ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam. Đó là trường đại học Hansung, trường đại học Sungsin và trường đại học nữ Seoul. Cả 3 trường đại học này thì Mep đều đã và đang có du học sinh học tập rất là tốt ở đây. Cũng là 3 trường đại học chúng tôi đã có bài viết chi tiết, có video quay trực tiếp tại trường để review về trường cho các bạn. Vậy các bạn hãy theo phần chỉ dẫn được chạy trên màn hình ở đây để tìm hiểu thêm về trường, để thăm trường và cùng Mep đi khắp tất cả những trường đại học uy tín này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới review về các trường đại học Hàn Quốc của du học Mep. Mời các bạn đến với Mep.